Mẹ sẽ có 10 câu hỏi dành cho hai bạn. Hai bạn sẽ trả lời coi nó trùng khớp hay không ha. Em sợ xong phần này nghỉ chơi chị. Không, sau phần này là người ta sẽ hiểu nhau hơn á. Vậy tại hả? Vì mình sẽ cùng rà soát lại và cùng biết được là tính của mỗi người như thế nào. Dạ. Chị bắt đầu nha. Câu số 1. Trong mỗi lần đi chơi, ai sẽ là người cao su về giờ giấc hơn? Chị biết rồi đó. Kết quả Linh Bảo. Ủa? 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 Sao em nãy không nói... Em xin lỗi, em biết sao không? Em bị chậm, em bị phân, chạy. Phân biệt hả? Đúng rồi, em bị lộn á. Em bị lộn á. Là ý là sao? Là Linh, Linh hay Bảo? Ai Linh. Là người? Nhưng mà sao em ghi Bảo? Thì đó. Chị ơi, nói vậy thôi chứ nó cũng cao su lắm. Em hẹn nó hôm nay ngày mai nó mới qua luôn á. Kỳ á. Nó cũng vậy em chưa à. Có lót kịp cái gì hiểu không? Em nghĩ lúc đầu nó mà tự nhiên ghi ra em. Thì nhiều khi hai đứa hẹn nhau đi chơi xong hay ok xong hai đứa im hai đứa ngủ luôn. Quên luôn không đi nữa. Quên giờ, quên luôn ai đúng rồi chơi. Câu số 2. Khi hai người đi ăn chung ai sẽ là người chọn món? Kết quả Bảo Linh. Trời ơi, đáng yêu vô cùng cả hai. À, được á, được á. Câu số 3, kể tên ba món ăn yêu thích của Nguyên Bảo. À, Nguyên Bảo cũng ghi ra nha. Kết quả bông lan, trung thu, sầu riêng, bánh ngọt, bánh mì, bánh kem, bánh sữa. Ủa, em thích là ngọt vậy hả? Em mê ngọt lắm. Câu tiếp theo. Nếu được đi diễn chung với một nam diễn viên nổi tiếng bất cứ đâu, Phương Linh sẽ chọn diễn với ai? Đi 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 đi. Kết quả TB là ai? Chị đi. Không, chị đừng dịch. Ôi được rồi. Nó mong diễn với em á. Yeah. Diễn với em hoài mà chị ơi, nói về cái chuyện diễn á, em với Linh diễn nhau không có được. Quay qua diễn cái cười. Câu tiếp theo, kể tên ba địa danh mà Phương Linh muốn đến du lịch nhất. Kết quả Mỹ, Úc, Châu Âu. Châu Âu, Pháp, hai chấm kia là gì vậy em? Thì tới các nước châu Âu á chị. À, em muốn đi châu Âu hả? Em thích châu Âu hả? Mỹ Úc cũng có cái điểm giống ha. Châu Âu có nhiều nước ha, tính đi Mỹ. Trong hai người đã có ai từng tỏ tình và muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ này chưa? Trời, không bao giờ chị, tại vì nếu mà tụi em mà có làm như vậy thì tụi em chắc chắn là nhiều khi không đến được mà còn mất đi tình bạn nữa. Đúng. Nên thôi. Câu tiếp theo. Tính cách nào của Nguyên Bảo mà Phương Linh quý nhất? Kết quả nhiệt tình, tốt bụng, tốt, kiểu trai miền Tây. Quê em ở đâu? Em Bến Tre. À. Câu tiếp theo, món quà ý nghĩa nhất mà Nguyên Bảo từng tặng cho Phương Linh là gì? Em sao em không nhớ em tặng cho nó gì luôn ta? Nó cho em nhiều lắm, giật giật nó cho em hoài à. Không nhớ. Hoa. À. Nhân dịp gì mà bạn tặng hoa cho em? Nhân dịp sinh nhật của Linh, em tặng cho Linh một bó hoa bự như nào. Chị chưa bao giờ em được tặng một bó hoa bự như vậy á chị. Mà ngay sinh nhật nữa. Sinh nhật của em là năm đó em đi làm. Không có sinh nhật năm nào mà em được vui hết á. Toàn là đi làm hoặc là bị quên không à. Thì năm đó nó tặng cho em một bó hoa rất là to bằng người em luôn. Câu tiếp theo. Vai diễn ấn tượng nhất của Phương Linh trong mắt Lê Nguyên Bảo là vai gì? Trời ơi. Kết quả chửi cha mắng mẹ làm đó. con dâu hỗn hào đúng rồi. Đúng không chị? Câu tiếp theo, hai người có ngày kỷ niệm nào cho tình bạn này không? Không thì ghi không. Và kết quả không. Giống như là một cái gì đó tự nhiên tới vậy chị. Không có định nghĩa một ngày nào hết á. Và hai bạn đã trả lời được 6 trên 10 câu. Vỗ tay. Hai con rất giỏi. Và phần thưởng dành cho hai con đó là một cái game tiếp theo. Xin mời mọi người cùng đến với đôi bạn cùng tiếng.